nay mình sẽ chơi một trò và trong đó mình sẽ trang trí những chiếc ốp điện thoại thật là xinh đẹp cho khách các bạn ạ. À, không biết mình sẽ trang trí được những cái ốp điện thoại đẹp như thế nào thì các bạn cùng đón chờ xem hết video nha. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, cùng mình đi vào trang trí những chiếc ốp điện thoại. Thôi, rồi các bạn ơi, đây có một bạn khách này. Tôi đã đánh rơi điện thoại của mình trong bùn. Bây giờ thì mình sẽ ấn vào. Rồi, mình... Wow, các bạn ơi, nhìn này, cái điện thoại của bạn khách kìa. Wow, quá là bẩn luôn. Bây giờ mình sẽ phải làm sạch. Đây, mình sẽ phải làm sạch kìa. Đấy, làm sạch cái điện thoại này cho bạn khách. Wow, quá sạch luôn, sạch tinh tươm luôn. Rồi, tiếp đến là sẽ làm gì nữa đây? Ok, wow, chụp ảnh. Vậy là xong ư? Bạn này chỉ đến chỉ cần làm sạch điện thoại cho bạn đấy là xong. Rồi, tiếp đến là bạn tiếp theo. Nào, bạn này muốn làm gì đây? Rồi, mình sẽ chọn một loại màu sơn này. Sẽ sơn lại cái ốp điện thoại và trang trí. Ok, đây. Đây các bạn ơi. Đấy, mình sẽ... Wow, mình sẽ bôi sơn khắp cái ốp điện thoại của bạn đấy nè. Nào, rồi, xuống đây nữa. Đây nữa. Đấy, tèng. Đây, lên đây nữa, lên hai cái tai. Wow, nhìn nè, một màu đỏ óng ánh kim tuế luôn. Wow, bây giờ thì mình sẽ lắp cái móc khóa này vào các bạn ơi. Chọn móc khóa này. Đấy, ok. Đấy, rồi, các bạn nhìn nè, quá là mê ly luôn. Tèng, xong luôn. Rồi, một bạn tiếp theo, bây giờ bạn ấy đến làm gì? Ấn vào xem nào, Wow, chọn. Bạn đấy cũng sơn màu các bạn ạ. Đó, đây mình sẽ xịt này. Wow, xịt màu trắng luôn. Đẹp không? Đấy. Đen. Làm tốt lắm. Đen. Bây giờ thì mình sẽ chọn màu xanh này cho bạn đấy đi. Đây, màu xanh này. Màu xanh đi. Đẹp không? Rồi ôi. Nào. Đây. Ok, xong phim luôn. Tèng, xong phim luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xịt khô các bạn ạ. Đấy, xịt khô này. Rồi, ok. Rồi, wow, chọn móc quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ chọn vào đây. Đấy, tèng, đặt ở giữa này. Rồi, đây. Tèng, xong. Wow. Các bạn ơi, bạn ấy trả cho mình 109 đồng nè. Nhiều không? Rồi, tiếp theo là một bạn khách tóc màu xanh luôn các bạn ạ. À. Rồi, ấn xem bạn ấy sẽ làm gì đây. Wow, nhìn này, bây giờ mình còn có ốp bốp ít các bạn ơi. Ngầu không? Đây, cây xương rồng này, chọn cây xương rồng xịt màu vàng luôn. Wow, màu hồng các bạn ơi. Wow, rồi. Nào. Đẹp chưa? Rồi, đã sơn kín rồi các bạn ơi. Rồi, ok, đây, vẫn còn. Đấy, mình phải sơn kín nào. Rồi, hoàn hảo các bạn ơi. Nhìn này, đẹp không? Mình sẽ lau cho nó đẹp, nó khô đi. Rồi, yêu thích. Nào. Wow, bấm. Nhìn các bạn ạ. Wow, cái này không những là ốp điện thoại mà còn có thể là chơi được các bạn ạ. Đấy. Ten. Ok, rồi nhìn đẹp quá các bạn ơi. Được tận 141 đồng tiền luôn. Wow, chụp ảnh nha. Đẹp quá luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là khách VIP các bạn ơi. Wow, bạn sẽ được thưởng nhiều xu hơn nếu hoàn thành đơn hàng của tôi. Wow, bắt đầu ngay. Ok, chúng ta sẽ chọn cái này đi các bạn ơi. Rồi, xem nào. Wow, hình chú ngựa đi các bạn ơi. Đây, hình chú ngựa đi. Ok, rồi, xịt sơn. Chúng ta sẽ xịt sơn nào. Xịt sơn nám bóng các bạn ạ. Đấy, xịt sơn này. Rồi. Rồi, ok, tiếp đến là. Wow, rán. À, mình sẽ chọn một màu nào các bạn ơi. Rồi, màu này đi, xịt vào đây. Đúng. Rồi, xịt mới một chút thôi các bạn. Đấy, bóc ra đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là chọn màu khác các bạn ơi. Rồi, bỏ ra xem nào. Rồi, ok. Rồi, wow, nhìn mặt chú gấu hơi là buồn cười các bạn ạ. Rồi, lên, tiếng. Đây các bạn ơi, mặt chú gấu nào thì nhem nhuốc các bạn ạ. Wow, lần này còn có dán hình này các bạn ơi. Dán rất là nhiều hình. Mình
sẽ cho cái này vào đây. Ok, to lên một chút. Xong phim. Tiếng đẹp không đẹp. Ấy, còn móc khóa nữa các bạn ạ. Rồi, mình chọn móc khóa này. Rồi. Wow, lần này nhận được 260 đô luôn các bạn ơi. Khá luôn. Ok. Wow, nhìn nè. Bây giờ khách đấy còn cho mình chọn một cái icon các bạn ơi. Thôi, mình không chọn mất rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là một anh tóc vàng mặc quần áo vàng luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ chọn. Rồi. Chọn xịt này đi các bạn ơi. Nào, xem nào. Đầu tiên thì mình sẽ xịt màu trắng cho nó bóng cái ốp điện thoại. Đấy, như kiểu rửa các bạn ạ. Rồi, tiếp đến là mình sẽ chọn màu xanh này đi. Màu xanh. Đấy, xịt. Phải xịt thật là kỹ càng các bạn ạ. Không để sót một tí nào. Đây, góc này. Đây nữa. Rồi, góc này nữa. Rồi, đây. Ok, tiên. Xong, bây giờ thì mình sẽ xì khô nó này các bạn ơi. Có một cái máy xì rất là to đùng luôn. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn con thỏ này đi. Đấy, hình 3D này. Hình cái bút này các bạn ơi. Hình cái bút này mình vẽ này. Đấy, đẹp không, đẹp không? Ok, cho cái bông hoa này trên đầu các bạn ơi. Ok, xong phim. Nào, đang chọn móc khóa các bạn ơi. Đấy, đặt móc khóa ở đây này. Bên này, rồi. Quá tuyệt vời. Một cái ốp quá tuyệt vời và xinh xắn các bạn ạ. Rồi, bye bye. Bạn ấy chào mình, bye bye. Wow, lần này lại là một khách nhìn cả các bạn ơi. Đeo cái dây chuyền vàng to chả bá luôn mà ngón tay cái luôn. Ê đấy, ơi, điện thoại của tôi rơi vào đống lá các bạn ơi. Đống lá, ok. Nhấn để trợ giúp nào, xem nào. Rồi, wow, nhìn này. Ở trong cái lỗ sạc điện thoại rất là nhiều bụi bẩn, mình phải xì đi, hút đi. Đấy, rồi. Ok, sạch bách luôn. Xong phim luôn. Rồi, bên nào nữa, còn không? Hết sạch. Wow, cái đi ốp điện thoại lúc nãy mình dán này các bạn ơi. Đèn. Rồi, chụp ảnh. Tiếp theo nào, vị khách này. Rồi, mình sẽ chọn cái này. Ok, vào làm luôn. Wow, lần này là cái gì đây? Wow, cho màu này nữa. Khoáng lên. Rồi. Tiếp theo là màu này. Màu này đỏ. Rồi. Ok. Chấm vào. Khoáng à. Cái này là khoáng à các bạn ơi. Rồi, dúng vào. Rồi, nhấc lên. Wow. Các bạn ơi, nhìn này, một chiếc ốp điện thoại rất là ngầu đẹp, đồ đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, cho vào đây. Và cho to lên. Wow, siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi. Tèng. Còn gì nữa đâu? Chọn móc khóa nữa các bạn ơi. Rồi, đã xong một chiếc điện thoại. Ốp điện thoại các bạn ạ. Vị khách tiếp theo, em trai tôi đang nấu ăn trên điện thoại của tôi. Lấy điện thoại ra để nấu ăn các bạn ạ. Rồi, hỗ trợ bạn đấy luôn. Wow, nhìn nè, bẩn quá các bạn ơi. Rồi, bạn này đến làm sạch điện thoại này. Mình sẽ làm sạch cho bạn đấy. Xong phim luôn. Rồi, sạch tinh tươm mới luôn các bạn ơi. Rồi, bye bye. Các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã trang trí rất là nhiều những chiếc ốp điện thoại đẹp. Và các bạn thấy video của mình hay, cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.